top 10 bậc thầy ngụy trang của thế giới động vật. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với top bí ẩn. Có lẽ việc khám phá hết thế giới tự nhiên sẽ vẫn còn là một nhiệm vụ mà con người chúng ta chưa bao giờ hoàn thành được. Thú vị, độc đáo, có lẽ là những từ thích hợp nhất để nói về tự nhiên. Hết cái này rồi tới cái khác, có quá nhiều điều đặc biệt mà thiên nhiên đã dành cho chúng ta tìm hiểu. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một nhẫn thuật vô cùng độc đáo mà ngay cả các ninja giỏi nhất cũng phải học hỏi. Đó chính là ẩn thân hay là ngụy trang. Video này sẽ đem đến cho các bạn 10 bậc thầy ngụy trang của thế giới tự nhiên. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. 1. Tắc kè Eurobladders. Tắc kè Eurobladders, chúng còn có tên khác rất độc đáo, tắc kè đuôi quỷ Satan. Chúng là loài tắc kè bản địa đảo Madagascar và chỉ phân bố ở phía bắc và trung tâm khu rừng nhiệt đới của Madagascar. Chúng có hình dáng bên ngoài rất kỳ dị, với lớp da màu nâu cùng cái đuôi hình chiếc lá, với những cây gân mọc dài từ đầu xuống đuôi. Trông chúng không khác gì một chiếc lá khô, giúp chúng dễ dàng ngụy trang trên các thân cây hoặc tán lá khô ở dưới đất. 2. Sâu bướm nam tước. Sâu bướm nam tước có nguồn gốc ở Ấn Độ và các vùng Đông Nam Á. Khi mới nở, chúng chỉ dài khoảng 4mm với nhiều gai nhỏ xung quanh mình và có thể đạt tới 45mm khi trưởng thành. Nhờ sự tương đồng đến khó tin giữa màu của lá cây và sâu bướm mà loài động vật này gần như trở nên tàn hình khi ngụy trang. Việc ngụy trang này giúp cho chúng có thể lẩn tránh kẻ thù cho đến khi hoàn toàn trưởng thành. 3. Cá ngựa lùng pygmy. Với thân hình nhỏ bé, toàn thân có những chấm bi, cá ngựa lùng pygmy là loài cá nhỏ nhất trong họ cá mõm dài. Không những thế, chúng lại vô cùng chậm chạp với tốc độ chưa tới 1.5m/giờ. Nhưng bù lại, chúng là bậc thầy ngụy trang đáng yêu nhất hành tinh. Chúng có thể bám vào những rạn san hô, ẩn mình với thân hình chưa tới 1 inch, thì có đố bọn chúng cũng không tìm ra, nó chỉ là kẻ thù. 4. Bò que. Bò que là một trong những loài côn trùng kỳ lạ và lý thú nhất từng được con người biết đến. Chúng nổi tiếng với khả năng ngụy trang tai tình bằng hình dạng đặc thù trông giống như một cành cây. Sự ngụy trang hoàn hảo này giúp chúng tránh được sự phát hiện của các loài săn mồi. Màu sắc của bò que cũng thay đổi tùy theo môi trường. Ví dụ, như loài bò que màu nâu thường sống trên những cành cây khô, trong khi bò que màu xanh lại sống trên những cành lá màu xanh. 5. Thằn lằn Iberian Emirat. Thằn lằn Iberian Emirat có bộ da vô cùng đặc biệt khiến chúng trở nên vô hình trong tầm mắt của những loài chim săn mồi bay lượn trên cao. Bộ da của chúng có khả năng phản chiếu ánh sáng theo các cách khác nhau từ những góc khác nhau. Đây là biện pháp tự vệ rất riêng và rất độc đáo của thằn lằn Iberian Emirat.
6. Thằng lằn bay đốm. Thằng lằn bay đốm là một ngôi sao trong giới bò sát. Với khả năng lượn từ thân cây này sang thân cây khác một cách điêu luyện nhờ đôi cánh được tạo ra từ màng da trên cơ thể. Ngoài ra, chúng cũng là một tay cư khôi về khả năng ngụy trang. Khi bám trên thân cây, lớp da giống hệt vỏ cây khô khiến chúng như tàng hình trước con mắt đối phương. Cá mũ làng mullet. Cá mũ làng mullet cũng có rất nhiều cái tên khác nhau, đa số đều có từ rand đằng sau đó. Nó bắt nguồn từ chính hình dạng bất thường của loài cá này. Với một lượng lớn các xúc tu và làn da mỏng, màu sắc huyền ảo, mềm mại uyển chuyển như rand vậy. Chúng sử dụng tất cả những đặc điểm cơ thể mình để hòa vào những rạn san hô, chờ thời cơ và săn mồi. Cá mũ làng mullet có thể đứng im trong nhiều giờ đồng hồ, chờ cơ hội đến và hít con mồi vào chiếc miệng khổng lồ của mình. Cá mũi mỏ quặp. Có nguồn gốc từ nước Úc và hiện tại đã phát hiện ở Ấn Độ và miền Nam châu Á. Cú mũi mỏ quặp ngụy trang bằng bộ lông bí ẩn của mình thuộc nhóm các loài chim săn mồi về đêm và vào ban ngày, chúng chỉ đứng yên, nhắm mắt, kéo dài cổ và thu gọn bộ lông lại, có thể biến thành những cành cây trông như bị gãy vậy. Phương pháp ngụy trang này giúp chúng có thể tự bảo vệ bản thân, chứ không được dùng với mục đích săn mồi như những loài động vật khác. Cá đá. Cá đá là loài cá độc nhất thế giới với 13 gai vai lưng sắc nhọn, chứa chất độc thần kinh cực mạnh. Chúng sống chủ yếu ở các rạn san hô tại khu vực biển Ấn Độ và Thái Bình Dương. Với hình thù xấu xí và gai góc thì chúng đã trở thành bậc thầy ngụy trang của biển cả khi chúng giống như biến thành san hô hoặc tảng đá, chờ đợi để phục kích con mồi. Batu Indonesia. Loài cuối cùng được mệnh danh là bậc thầy của các bậc thầy ngụy trang, Batu Indonesia có khả năng chuyển đổi bất kỳ màu sắc nào, thậm chí chúng có thể bắt chước động tác của các loài cá khác. Cho đến nay, loài Batu này có những đặc điểm phức tạp mà các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được.